sống đến hiện tại, bạn đúc kết được bao nhiêu kinh nghiệm để đời. Có chín đạo lý mà ai xuất chúng cũng đều hiểu. Cuộc sống là chuyến thực hành, đau khổ sẽ khiến bạn lớn khôn, thất bại giúp bạn mạnh mẽ hơn. Người trưởng thành thật sự đều thấm nhuần chín đạo lý này. 1. Có 5 nguyên tắc mà kẻ mạnh đều hiểu. Học cách nhẫn nhịn, không nói với ai về kế hoạch và chỉ cho họ xem kết quả. Học cách chấp nhận sự cô độc và lắng nghe tiếng nói bên trong của mình để thực sự trở nên bất khả chiến bại. Học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Người không làm được điều này, tiền đồ thường không sáng lạn. Học cách lạnh lùng một chút, dứt khoát buông bỏ những mối quan hệ vô giá trị, tập trung thời gian để nâng cao bản thân. Học cách chấp nhận tất cả những trải nghiệm không may đều là tài sản quý giá trong cuộc đời. 2. Nếu không tự ép mình vượt qua giới hạn, bạn không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào. Tất cả người thành công đều phải làm được điều này, vấp ngã vô số lần để rồi hồi sinh trong nghịch cảnh thành phượng hoàng. 3. Muốn tồn tại trong thế giới này, bạn phải nhớ. Đầu tiên, vật đến thì đón nhận, chuyện xảy ra thì đối mặt, không trốn tránh, không thoái lui. Thứ hai, bớt kỳ vọng vào tương lai, không cần phải lo lắng về những gì chưa xảy ra, tự dọa mình sợ hãi, tự tìm về phiền phức. Thứ ba, tập trung vào hiện tại, tâm ổn định thì đời mới vững chắc. Thứ tư, quá khứ chìm vào lãng quên, đừng hoài niệm về những gì đã qua, dù tốt hay xấu, mọi thứ đều được xóa sạch và bắt đầu lại. 4. Nếu một ngày nào đó bạn ngừng tìm kiếm tình yêu, chỉ cần mở lòng trái tim dung dị, bạn không còn theo đuổi thành công. Chỉ tập trung hành động, chuyện gì đến sẽ đến, bạn không còn một mực theo đuổi sự trưởng thành, chỉ biết tu tâm dưỡng tính cuộc sống của bạn sẽ thực sự bắt đầu. 5. Đừng nói những điều vô nghĩa nếu bạn không có gì để làm, nói lâu nói nhiều lại chỉ muốn tạm biệt rồi thì muốn ôm, ôm rồi lại muốn sở hữu rồi lại muốn chiếm hữu. Con người là thế, tham lam vô độ, trên thế giới này hầu như khó có ai biết đủ là gì. 6. Nếu bạn đang trải qua thời gian khó khăn nhất, hãy nhớ rằng, đài phun nước đẹp vì nó có áp lực, thác nước ngoạn mục vì nó không có đường lui mà phải đổ ào xuống vực. Nước nhỏ giọt có thể làm mòn đá vì nó có sự kiên trì theo thời gian. Bạn có thể xấu hổ khi thất bại, nhưng nghĩ lại thấy bản thân thật hay ho vì đã dựa vào sức mình mà làm. 7. Lòng người tỏ tường khi động chạm đến lợi ích của nhau. Không nghèo một lần, cơ bản chẳng thể phân định được xung quanh là bạn bè thật hay giả. Khi rơi vào nghịch cảnh đường cùng, nó có thể khiến bạn suy ngẫm sâu sắc về bản thân, giảm bớt lòng tham và cho bạn nhận ra đâu mới thật sự quan trọng để tập trung. Mọi thứ trải qua sẽ khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn nếu biết phân biệt đúng sai và cái giá của việc trưởng thành là đánh mất những gì bạn đang có và trở thành con người bạn sẽ trở thành. 8. Không nói khuyết điểm của người khác để che giấu khuyết điểm của mình, không khoe ưu điểm của mình để che đi ưu điểm của người khác. Lười biếng ắt thất bại, mà kiêu ngạo càng thất bại nặng nề hơn. Chỉ có khiêm tốn và chăm chỉ mới biến chúng ta trở nên đầy giá trị trong cuộc sống. 9. Người xuất chúng thật sự thường giữ cái tỉnh ở 3 chuyện sau. Nói chuyện bình tĩnh, vui nhưng không quá lố, giận mà không mất kiểm soát. Hành sự tỉnh táo, 10 năm rèn kiếm, hiểu lúc nào nên ra tay. Đối nhân xử thế lấy chữ khiêm nhường làm gốc, không kiêu ngạo cũng không hư vinh phù phiếm.